Xem này, khóm hoa xinh đẹp của ta nở rộ cả rồi. Nhìn thật là thích mắt quá. Đứng lại, đứng lại ngay. Còn lâu nhá, đồ mộng năng, nặng mông. Còn lâu mới đuổi được tớ. Không đuổi được thì ta đây dùng cách khác. Đừng có tưởng bở nhá. Chết này. Hả? Cái gì? Ôi giời ơi, khóm hoa của ta. Đứa nào? Cái thằng ranh này. Không phải cháu, không phải cháu ạ. Cháu không biết gì đâu. Mấy thằng ranh nghịch ngợm phá phách này. Đúng lại. Hú hồn. May quá mà mình chạy trốn kịp. Núp ở trong này á, bà ấy còn lâu mới tìm thấy. Bà ấy vẫn còn đang tức giận lắm. Xem thuyền hoa của tớ trôi nhanh chưa này. Na ơi, đừng có cứ cắm mặt xuống suối, cẩn thận ngã đấy. Nào, cho tớ một quả đi. Nhưng hết quả chín rồi, chỉ còn quả ương ương thôi. Ương ương cũng được, cậu ăn nhiều không tốt đâu, cho tớ với. Mau nói xin anh xoài đi. Này, có muốn ăn đấm không hả? Thế cậu muốn ăn quả không? Tớ mà trèo cây được thì cậu chết với tớ. Về giảm cân cho đỡ nặng mông đi, rồi tự trèo mà hái nhá. Thì cho tớ xin một quả. Anh xoài ơi. Thế chứ. Đây này, bắt lấy. Ôi, quả này xanh thế. Chỉ có thế thôi, không ăn thì nghỉ. Cậu đúng là quá đáng. Nhớ cái mặt đấy. Eo ơi, chua quá. Có lấy muối ớt không này? Đâu đâu? Đây. Ý, chà chà, ngon quá. Khiếp, chua rụng cả răng ra mà các cậu cũng ăn được. Giỏi thật đấy. Cậu là đồ con gái, biết gì mà nói. Đúng thế. Ui, chua quá. Hồng Diêm, là một quả không? Thôi, tớ chẳng ăn đâu. Mà các cậu ăn linh tinh vừa thôi. Từ nãy đến giờ, thấy có quả gì cũng cho vào mồm hết đấy. Này này, xoài ơi, cây dâu này có quả rồi này. Quả non bé tẹo thế mà cũng ăn. Ăn chứ, ăn được là ăn tất. Này, cho cậu. Ơi, chua quá. Chấm nhiều muối mặn, khát nước quá. Làm ngụm nước mới được. Ơi, nước suối mát quá. Đã thật đấy. Ra chỗ Hồng Xiêm đánh một giấc đi. Đi. Bảo đi chơi mà ra đây ngủ kênh hết cả với nhau thế này. Nhớ lúc sáng chúng ta chạy qua chỗ nhà bà Dần rồi làm gãy hoa nhà bà ấy không? Ừ, nhưng thế thì sao? Lúc tớ núp ở bụi cây trốn ấy, tớ thấy bà ấy cứ đứng lầm bầm, khua chân múa tay mãi. Chắc bà ấy đọc bùa ám bọn mình rồi. Thế thì chết rồi. Tại cậu ấy, cậu làm tớ bị ám theo. Tớ thì chết rồi. Tự dưng tớ cũng thấy đau bụng quá. Tớ cũng đau bụng quá. Các cậu bình tĩnh đã nào. Đau bụng sao lại là bị ám được? Cậu chẳng biết thì thôi. Bà Dần đấy á, chẳng phải nổi tiếng kỳ dị nhất làng. Trong nhà toàn đồ kỳ quặc, lại hay hương khói, lẩm rẩm khấn ngày khấn đêm còn gì. Chắc bà ấy ám tớ với xoài rồi. Đúng là bà phù thủy độc ác xấu xa. Ai, đau quá, cứu tớ với.
Để xem nào, có bị đau ở đây phải không? Đúng rồi. Xoài cũng thế phải không? Đúng rồi, đau chỗ ấy đấy. Eo ơi, khiếp quá. Xem kìa, mặt xanh như tàu lá rồi. Ôi, tớ vẫn còn đau lắm. Tớ cũng thế. Được rồi, nếu bị ám thì chỉ có một cách để giải thôi. Cách gì thế? Đó là đến xin lỗi bà Dần và xin bà ấy giải cho chứ sao. Ôi, nhưng bà Dần nóng tính lắm. Nhỡ đến, bà ấy lại mắng cho thì sao? Giờ tớ với Na sẽ đến cùng các cậu. Các cậu chỉ cần thành khẩn xin lỗi bà Dần. Còn xin thuốc giải, cứ để tớ lựa lời xin cho. Thế được chưa? Thế cũng được ấy nhỉ? Được rồi, cậu phải nói đỡ bọn tớ đấy nhá. Được. Được rồi, các cháu đã biết lỗi rồi, thì lần này bà bỏ qua cho đấy. Lần sau không được nghịch ngợm phá phách như thế nữa, nhớ chưa? Vâng ạ, chúng cháu nhớ rồi ạ. Hồng Xiêm, cậu nhớ xin nhá. Không biết Hồng Xiêm có xin được thuốc giải không nhỉ? Ôi, tớ vẫn đau bụng lắm đây này. Tớ cũng thế. Cứ yên tâm đi, Hồng Xiêm đã nói là sẽ làm được mà. Thế nào, thuốc giải đâu? Mau mau đưa cho tớ. Cho tớ nữa, nhanh lên, tớ đau sắp chết rồi. Các cậu cố chịu đi, không có thuốc giải nào hết đâu. Hả? Cậu dám lừa bọn tớ à? Bình tĩnh, tớ không lừa các cậu, chỉ là lấy độc trị độc thôi. Cậu bảo sao? Cậu lại vào phe với bà phù thủy ấy à? Nào nào, cẩn thận cái mồm, đừng có ăn nói lung tung, không tớ để cho cậu đau bụng đến mai bây giờ. Nhưng cậu nói như vậy nghĩa là sao hả Hồng Xiêm? Thật ra không có phù thủy hay bùa chú nào hết. Đầu tiên, tớ thấy Mít Mật và Xoài làm gãy cây hoa nhà bà Dần, xong lại chạy trốn hết. Thế là sai, nên tớ mới bảo cả hai đi xin lỗi bà Dần. Còn về đau bụng thì là do hai cậu cả thôi. Nào là ăn quả xanh rồi lại uống nước lã vô tội vạ. Như thế thì không đau bụng mới lạ. Tớ... Giờ các cậu về qua nhà tớ, tớ có thang thuốc mới xin của thầy lang. Các cậu uống vào cho ấm bụng là dần sẽ khỏi. Nhưng phải nhớ, lần sau không được vô lễ với người lớn và đi chơi đừng có ăn uống bậy bạ nữa đấy. Tớ nhớ rồi. Tớ nhớ rồi. Tương đi một chút thế mà cũng mất bao nhiêu thời gian. Tối mịt thế này mới về được nha. Ai kéo áo mình thế nhỉ? Không có ai đằng sau à? Thì ai giật áo mình? Chẳng nhẽ? Má! Ô kìa cụ làm sao thế ạ? À? Ôi giời ơi, vừa có con má nó giật áo ta. Dạ má, cụ cứ đùa. Lấy đâu ra mà? Ồ hay, rõ là nó giật áo ta mà. Ôi dào ơi, chắc cụ yêu bóng vía rồi. Yêu cái đầu người ấy, ta vừa mới bị sóng đến này. Được rồi, để con ra ngoài xem thế nào. Ôi, cụ ơi. Sao, đúng là có ma chứ gì? Dạ con chẳng thấy có gì lạ cả. Cái thằng, người chẳng được cái tịch sự gì. Biến ngay. Dạ vâng ạ. Các cậu biết không, Xoài đúng là đệ nhất sợ ma đấy. Cậu đừng có nói linh tinh. Chứ còn gì nữa, hôm qua lúc trời nhà Hồng Xiêm về, chẳng phải cậu chạy như bị ma đuổi còn gì. Làm tớ chạy đuổi theo gọi mà cũng phải bó tay bó cả chân vì không làm sao đuổi kịp. Là tớ chạy nhanh về nhà, không sợ về muộn cha mẹ lại mắng ấy chứ. Ai mà thèm sợ ma. Thôi được rồi, thế bây giờ tớ sẽ kể một câu chuyện ma, xem ai hét to nhất thì là đệ nhất sợ ma nhá. Được, chơi luôn, tớ cóc sợ. Được rồi, nghe đây. Nhưng mà chuyện ma thật ra tớ cũng không biết chuyện nào cả.
nhưng có một câu chuyện có thật mà cha tớ khi đi làm trên tỉnh về kể cho tớ nghe ấy. Khiếp thế, chuyện có thật cơ à? Đúng thế, các cậu có dám nghe không? Nghe chứ, cậu kể đi. Ừ, bí mật kể đi, tớ cũng tò mò quá. Đám nhóc con này, sao hôm nay lại tụ tập ở đây làm gì không biết? Chuyện thế này nhá. Hồi ấy, cha tớ làm thuê cho một xưởng gỗ trên tỉnh, tối nào cũng về muộn, mà khi về lại phải đi ngang qua một bãi tha ma. Lần nào đi đến đoạn bãi tha ma ấy, cha tớ cũng phải ngó nghiêng, tìm kiếm xem có ai đi ngang qua không để đi cùng cho đỡ sợ. Nếu hôm nào không thấy thì cha tớ chỉ có cách chạy thục mạng thật nhanh. Hôm đấy á, cha tớ về muộn lắm, mà đúng lúc đi ngang qua bãi tha ma, thế nào mới nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Gió thì rít, chim lợn thì kêu vang lên. Cha tớ chỉ biết hốt hoảng ngó quanh tìm bạn đồng hành. May sao, cha thấy có một người đàn ông đang cúi gằm mặt cũng vội vã đi ngang qua. Thế là cha tớ liền gọi với theo, bảo người đàn ông đợi mình đi cùng với. Người đàn ông ấy không đáp lại lời nào, nhưng cũng đứng lại chờ cha tớ. Ui, cha tớ mừng lắm, vội vã cùng người đàn ông bước đi. Đang đi đến đúng cổng bãi tha ma, cha tớ thấy lạnh hết cả sống lưng, liền nói chuyện với người đàn ông kia cho đỡ sợ. Cha tớ mới bảo rằng, yêu ơi, hôm nay đi ngang qua đây, sao cứ lạnh lạnh người ấy bác nhỉ? Em là em sợ ma lắm, may sao có bác đi cùng. Rồi các cậu biết người đi cùng cha tớ nói lại thế nào không? Chắc là bác ấy cũng im lặng thôi. Ừ, đúng, im lặng phải không biết mật? Không, khi cha tớ nói như vậy á, người đàn ông ấy đáp, hồi còn sống, tôi cũng sợ ma như chú, nhưng giờ thì hết rồi. Nói xong, ông bác quay sang cha tớ, gương mặt trắng bệch. Hóa ra, đấy là một con ma. Ma. Ơ, cụ Lý, cụ còn hét to hơn cả đám hồng xiêm xoài với na. Hóa ra cụ Lý còn sợ ma hơn bọn cháu. Thế này á, hóa ra đệ nhất sợ ma là cụ Lý rồi. Vớ vẩn, ai bảo ta hét vì sợ ma? Ta đi ngang qua, đúng lúc có con sâu rơi xuống khiến ta giật mình mới hét lên đấy. Đâu, sâu đâu mà sâu, cụ sợ ma thì có. Cái thằng rảnh này, ta đã bảo là ta thấy con sâu mà lại ta hất nó đi rồi. Ai như đám con nít rảnh các ngươi mà sợ ma. Cụ Lý sợ ma. Trời tối rồi, ở nhà đóng cửa ngủ sớm cho lành. Ra ngoài đêm hôm chẳng có gì tốt đẹp cả. Ôi trời ơi, ma, cứu tôi với, cứu. Dạ cụ Lý, cụ lại bị sao thế ạ? Có ma, ơi, có ma. Ma ở đâu thế hả cụ? Có cái bóng ma màu đen cứ bay qua bay lại ở ngoài cửa sổ kìa. Dạ, bóng đen ngoài cửa sổ ạ? Có phải như thế này không ạ? Ủa? Cái thằng trời đánh này, ngươi làm cái gì thế hả? Định dọa ông vỡ tim chết à? Con đâu có dọa cụ. Chẳng phải lúc chiều cụ bảo con là mái hiên ngoài sân đầy mạng nhện, bảo con đi dọn con gì ạ? À? Chỉ tại cụ nhát đây. Này thì nhát đây. Ngươi là chỉ giỏi cái. Giỏi lắm rồi. Sao dọn mạng nhện không làm ban ngày đi? Đêm hôm rồi còn lôi ra khéo khéo cái gì? Ui, thì ban ngày cụ sai con bao nhiêu là việc, con làm vắt chân lên cổ rồi cũng có kịp đâu. Thế con mới phải tranh thủ ạ? À? Tranh thủ đó. Tối nay mẹ ở ngoài quét mạng nhện cả đêm cho ông. Dạ. Đấy, anh không biết thì thôi. Hóa ra Lý trưởng lại nhát ma như vậy. Cứ tưởng cụ Lý thế nào. Đến tớ còn chẳng sợ ma tí nào, thế mà cụ Lý nhát quá. Gớm, lần trước đi chơi tối về, qua chỗ bụi tre, cậu chẳng chạy té khói vì sợ ma đuổi con gì.
Đâu có đâu. Đấy là tớ buồn ngủ, muốn chạy nhanh về nhà đi ngủ đấy chứ. Thôi, các em không phải tranh cãi. Người sợ ma nhất làng Hạ này á, vẫn phải là cụ Lý nhà anh. Thằng Hâu, mày được lắm, mày dám đi rêu rao khắp làng như thế à? Mày chết đòn với ông. Thằng Hâu kia, chết tôi rồi. Cụ ơi, con đau bụng, con xin về trước ạ. Lý trưởng đệ nhất sợ ma kìa. Này này, các ngươi nói cái gì đấy hả? Cẩn thận mồm miệng đi, chơi xá là ông phật vạ đấy nghe chưa? Cụ Lý làm sao thế ạ? Ban ngày ban mặt mà cũng sợ ma kìa. Đúng là đệ nhất sợ ma rồi. Ôi giời ơi, làng nước ơi. Ây da, xem phía đằng đông kìa, chắc chắn là sắp có rông, nay mai thôi. Vậy chúng ta phải tăng tốc gặt nhanh nhanh lên. Ừ, chắc cũng phải tập trung vài bữa cho xong, lúc đó mưa rông có đến thì cũng yên tâm. Có khi ngày mai chúng ta cùng nhau làm cả ngày, chưa chỉ nghỉ tay ăn trưa ngoài đồng một chút rồi làm tiếp mới kịp. Tôi cũng nghĩ như chị Bẹo ấy, dốc sức mài xong cho gọn là yên tâm. Được, vậy thống nhất như thế nhá. Để mai dặn bọn trẻ con đi học về nấu cơm rồi mang ra đồng, chúng ta cùng ăn trưa rồi làm tiếp luôn. Được. Mít mật, mai con đi học về, xong mang cơm ra đồng cho mẹ nhá. Mẹ và mọi người sẽ làm việc ngoài đồng cả ngày luôn. Thế à mẹ? Được ăn cơm ngoài đồng thích thế. Vậy con sẽ mang cơm ra ăn cùng mẹ nữa. Mà mẹ yên tâm, mai con sẽ trổ tài nấu nướng, toán món ngon mẹ thích cho mà xem. Ôi giời ơi, con chỉ cần mang cơm với muối vừng cho mẹ là được rồi. Mẹ này, ai lại thế? Mẹ ăn cơm cùng các cô các bác ngoài đấy, thì cơm của mẹ phải ngon nhất mẹ oách chứ. Con phải cho mọi người trầm trồ mới được. Thế cơ à? Thế con định nấu những món gì? Bí mật ạ. Được rồi, phải ngon đấy nhá. Đừng có làm mẹ ê mặt là được. Mẹ cứ yên tâm. Chào các cậu, tớ về trước đây. Cậu đi đâu mà vội thế? Bọn tớ phải về chuẩn bị cơm cho cha mẹ đi gặt ngoài đồng. Thích thế nhỉ? Cậu con nhà giàu không hiểu được niềm vui của việc đồng áng đâu. Đầu tiên là đặt nồi cơm này. Giờ mình sẽ làm món chả lá lốt. Mẹ thích nhất món này mà. Ui, mỡ bắn quá. Rồi, cứ rút bớt lửa để đây cho chín. Trong lúc đó, mình rửa rau làm canh cua. Mình còn biết giã cua để nấu canh cơ mà. Hôm nay, nhất định mẹ sẽ khen tấm tắc cho mà xem. Mấy con cua này, sao chúng mày cứ bỏ đi đâu thế? Chạy đâu cho thoát. Giã xong rồi, giờ cho hết vào nồi nấu canh. Mùi gì thế nhỉ? Thôi chết rồi, chả lá lốt. Thôi xong. Nhưng mà mới chỉ bị cháy một mặt thôi, vẫn ăn được. Giờ nấu canh cua đã. Xong rồi sẽ lấy thêm cả muối nữa là xong. Cha ơi, con mang cơm cho cha rồi này. Cha lên đây. Này này mọi người ơi, chúng ta nghỉ tay ăn trưa thôi, trời cũng đứng bóng rồi đấy. Được, nghỉ tay thôi. Hồng Xiêm nhà ông nhanh nhẹn ghê. Hôm nay thằng Mít Mật nhà tôi cũng hứa sẽ chuẩn bị toàn món tôi thích đấy. Chẳng biết nó cho ăn món gì nữa. Nhất chị Bẹo nhá. Mẹ ơi, con mang cơm cho mẹ rồi này. Cha ơi, ăn cơm thôi ạ.
hôm nay là nhất ông lái đò nhá. Thằng Hồng Xiêm nó mang cơm cho sớm nhất. Tại bình thường cháu nó cũng tự làm việc nhà hết, nên nó cũng quen rồi bác ạ. Dạ với lại, cháu cũng làm món đơn giản cho nhanh ạ. Chỉ có cơm, cá rán với lạc rang, thêm canh rau muống chua để cha cháu ăn cho mát nữa thôi ạ. Thêm mít mật nhà bà Bẹo vẫn chưa mang cơm ra. Hay bà cứ ăn trước cùng chúng tôi đi này. Thôi thôi, không sao. Chắc nó mang ra ngay giờ ấy mà. Vậy chúng tôi cùng đợi mẹ con chị rồi ăn nhá. Thôi chết rồi, mình quên cơm. Ôi, chỗ cơm chưa bị cháy kia, liệu có đủ một bát cho mẹ không nhỉ? Chưa thấy bóng dáng thằng mít mật đâu nhỉ? Kìa kìa, nó đến rồi kìa. Cháu chào các ông bà, các cô bác, con chào mẹ ạ. Thế hôm nay mít mật mang món ngon gì cho mẹ nào? Cháu làm món chả lá lốt, nấu canh cua và mang cà muối ạ. Ấy da, làm được mấy món đấy thì khá đấy. Toàn món mẹ thích, đúng là con dai của mẹ. Nào nào, thế chúng ta cùng ăn thôi nào. Dạ vâng. Hình như có mùi gì thì phải. Con làm cẩn thận lắm rồi, thế mà không hiểu sao. Để mẹ xem nào. Có thể nhìn vậy thôi, nhưng mà vẫn ăn được. Con xin lỗi ạ. Thôi, có gì đâu, lần sau nó sẽ làm ngon hơn đấy mà. Đúng thế, đúng vậy. Đâu, đưa bát đây, tôi xẻ ít cơm cho mẹ con bà Bẹo nào. Hai mẹ con ăn thức ăn của tôi đây này. Thế này lại hóa vui. Nào, để hết ra đây, chúng ta cùng ăn. Ăn chung thế này lại được nhiều món đấy ông ạ. Ăn thế này lại thành hay đấy. Mẹ mít mật kìa. Cô Bẹo đi với ai ấy nhỉ? À, đấy là cái Cúc, em họ tớ. Chắc mẹ lại đón đến nhà tớ chơi đấy mà. Nào, chơi nhanh nhanh cho hết ván này đi, không mẹ tớ lại rục về nhặng cả lên. Chúng cháu chào cô ạ. Chúng cháu chào cô ạ. Chào các cháu. Cúc, con chào các anh các chị đi. Em chào anh chị ạ. Chào em. Mẹ ơi, con chơi thêm một tí rồi về ngay ạ. Được rồi, con cứ chơi với các bạn đi. Bao giờ xong thì về, mẹ với em về trước đây. Vâng ạ. Đấy, mẹ cậu dễ tính thế mà chưa gì cậu đã lo với chẳng sợ. Tớ cũng thấy lạ đây, mọi khi thấy tớ đi chơi, mẹ chẳng quát lên còn gì. Hôm nay thì lại bảo đi chơi bao giờ xong thì về. Chắc là mẹ cậu coi em Cúc về cùng rồi. Nhìn mẹ cậu đi cùng em ấy tươi cười vui vẻ thế còn gì. Thế cũng may, tớ đỡ bị mẹ quả. con tưởng em đến đây chơi một hôm thôi. Hóa ra lại ở đây cả tháng cơ ạ. Thì đang nghỉ hè, con có em chơi cùng cũng vui hơn còn gì. Ui, có mà phải trông em thì có ấy. Con không trông thì mẹ trông, chưa gì đã nhăn nhó khó chịu rồi. Này, Cúc ơi, con ăn bánh đi, xong ăn cả táo nữa nhá. Dạ vâng ạ. Nhìn mẹ kìa, mọi khi buổi sáng lúc nào mít mật con ăn bánh đi, con ăn bún đi, con ăn xôi đi. Giờ thì chẳng thèm nhìn đến mình nữa, mà mình cốc cẩn. Mẹ ơi, con đi chơi đây ạ. Cứ thế này có khi lại thích. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Ui, con đói bụng quá. Mẹ về em ăn cơm rồi ạ. Sao mẹ không đợi con? Đợi con biết đến bao giờ? Em đói rồi thì mẹ về em ăn trước. Thức ăn phần của con đâu ạ? Đồ ăn ở trên mâm cả. Con về lúc nào thì ăn, chứ vì gì phải phần. Ui, chán mẹ thế. Món sườn con thích nhất, thế mà mẹ chẳng phần con. May mà có một miếng. Con ăn
ăn rau với vừng đi. Chẳng mấy khi em nó ở đây, con phải nhường em chứ. Đây, Cúc này, chẳng phải con khen món này ngon đấy sao? Con ăn nốt đi. Dạ vâng ạ. Sao lại thế? Con còn chưa được miếng nào ạ? Con ăn mãi rồi còn gì. Hôm nay mẹ làm sườn là để cho em, chứ không phải là cho con đâu. Mẹ, mẹ thật quá đáng. Đã chẳng đợi mình về ăn cùng, lại còn không cho mình ăn sườn mà cho hết em Cúc. Thật là đáng ghét mà. Anh nít mật, để em giúp anh ạ. À, đau quá. Nít mật, con lại trêu em đấy à? Con trêu gì đâu. Là em tự chạy ngã mà. Đâu đâu, ra bác xem nào, con có đau lắm không? Đau. Mít mật, con chơi với em thì phải để ý chứ. Lại để em ngã đau thế bao giờ. Con đang quét sân, em chạy ngã thì làm sao con biết được ạ? Thì con cũng phải đỡ em dậy, hỏi han em chứ. Thì mẹ chẳng chạy ngay ra rồi còn gì. Nói là cứ cãi nhém nhẻm ra. Thôi nào, vào nhà bác xem nào. Đúng rồi, để bác lấy bánh rán cho con ăn là hết đau ngay. Bánh rán ở trong chạn là phần của con mà. Mẹ bảo con quét sân xong thì cho con ăn mà. Con đừng có ích kỷ. Em đang bị đau thì phải nhường em chứ. Lúc nào cũng Cúc với chẳng Cúc. Mình đã phải quét sân rồi vẫn còn bị ăn mắng, lại còn bị mất luôn cả cái bánh rán. Mình phải nghĩ cách cho cái Cúc một trận mới bỏ tức. À đúng rồi. Chơi đồ chơi thôi. Sơn sâu, cửa con sâu. Có chuyện gì thế? Bác ơi, có con sâu. Trò đáng đời. À, thì ra là con bày trò à? Sao lại trêu em như thế hả? Tại em mới nhát chết đấy chứ. Có con sâu mà cũng sợ. Giỏi lắm. Dám trêu em à? Để mẹ cho con một trận. Mẹ ơi, con xin lỗi ạ. Đứng lại ngay. Ôi, các bạn về nhà cả rồi, chẳng còn ai chơi với mình nữa. Đói bụng quá. Nhưng mà về nhà thì có mà mẹ cho mình ăn đòn thay cơm ấy. Mà mình cũng chẳng muốn về nhà nữa. Hôm nay mình sẽ không về nhà, cho mẹ tha hồ chăm chút cho cái Cúc. Đằng nào mẹ cũng còn có yêu thương gì mình nữa đâu. Ôi, đói bụng quá. À, cây trứng gà. Phải trèo lên hái vài quả ăn mới được. Xong rồi tới này ra nhà hoang ở ngoài đồng đánh một giấc. Mẹ có cái Cúc ở nhà cùng rồi. Mình có bỏ nhà không về, chắc mẹ cũng chẳng quan tâm đâu. Cố lên nào. Con sâu. Ôi. Ê, đau mồm quá. Sao mình đã ở nhà rồi thế này? Vừa nãy mình ngã ở chỗ cây trứng gà cơ mà. Anh mít mật, anh tỉnh rồi, anh có đau không ạ? Đi ra chỗ khác, không cần mày hỏi thăm. Tôi đã bó lá xong rồi đấy. Bà cố gắng hạn chế đi lại cho nhanh khỏi. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Gớm, thằng mít mật nhà bà cũng nghịch ngợm quá. Đêm hôm còn đi trèo cây nữa. Mà bà cũng may đấy. Đỡ nó như thế cũng rất nguy hiểm. May mà chỉ bị sái chân. Dạ vâng, thì con dại cái mang. Thấy nó bị ngã, làm sao mà tôi đứng yên một chỗ được. Nó cũng đang tuổi ăn tuổi chơi, nghịch ngợm một chút cũng không tránh được ạ. Mẹ, hóa ra người đỡ mình lúc ngã trên cây xuống là mẹ. Bà cũng phải nghiêm khắc với nó vào, chứ không rồi cứ đỡ nó ngã chỗ này chỗ kia mãi sao được. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mít mật nhà tôi nhìn vậy thôi, chứ nó cũng biết đỡ đần cha mẹ việc nhà lắm. Nghịch ngợm thì là vậy thôi. Tôi đau một chút còn hơn là để nó đau. Mẹ, hóa ra mẹ vẫn yêu thương mình. Còn mình thì... Anh mít mật, em ghen tị với anh lắm. Hay, ghen tị cái gì? Mẹ anh chẳng chiều em hơn cả anh còn gì. Nhưng lúc nào mẹ anh cũng kể anh để làm gương cho em ấy. Nào là bác Bẹo khen anh nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh lanh lợi. Thế à?
anh tưởng mẹ chỉ toàn chê anh thôi. Không có đâu. Lúc tối, đợi mãi không thấy anh về, bác lo lắm nên vội vã đi tìm ấy ạ. Ừ, anh biết rồi. Biết mật, con tỉnh lại rồi à? Con có đau ở đâu không? Dạ, con không sao ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ạ. Ừ, không sao là tốt rồi con.